Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Thế là cuối tuần đã đi qua, bây giờ là sáng thứ hai, thưa quý vị. Như vậy chúng ta biết rằng cái thời gian đi rất là nhanh, mới chúng ta vừa mới thứ bảy lại đến chủ nhật, và bây giờ là hết hết cái ngày cuối tuần. Thưa quý vị, thời gian đi nhanh quá. Và có lẽ quý vị cũng muốn biết tin tức về sáng thứ hai ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng tôi gọi đến quý vị một số tin tức cập nhật vào sáng thứ hai để quý vị theo dõi. Cái việc đầu tiên thì khá nhiều tin tức liên quan với cựu Tổng thống Donald Trump. Anh tôi xin tầng được gửi đến cho quý vị sau đây. Trước khi nói chuyện, Donald Trump nói chuyện cái chuyện xe cộ cái đó. Ngày hôm nay thì một số bản tin cho biết á, đã có những tín hiệu báo động liên quan đến xe điện. Chúng ta biết rằng trong thời gian vừa qua, các nước trên thế giới chạy đua xe điện rất là nhiều, trong đó có những nhân vật rất là mới, ví dụ Việt Nam với hãng xe VinFast thì cũng nhập vào trong cuộc đua này. Nào là Nhật, nào là Mỹ, nào là VinFast, nào là Tesla, nào là châu Âu, nào đủ thứ nước, đủ nước. Và cho đến giờ tin tức cuối năm nay, đầu năm năm nay, cuối năm 2023, đầu năm 2024 thì rất là xấu. Thứ nhất là nói về VinFast. Ngày hôm nay VinFast, cuối tuần này VinFast chỉ còn 6 đồng 59 cho một start. Có ngày trước đây nó còn 7 mấy, 8 đồng mấy, bây giờ còn 6 đồng mấy thôi, 6 đồng 59. Điều cho thấy là cái cổ phiếu của VinFast cũng giảm xuống, nhiều tương lai rất là u tối. Và những cái ồn ào ban đầu, những cái hy vọng ban đầu của VinFast càng ngày càng tiêu tan. Và trong cái chuyện không phải là VinFast không, mà Tesla thì theo cho biết á, trong năm vừa qua, năm 2023, Tesla đã lỗ khoảng gần 100 tỷ, chín mấy tỷ. Và cái điều, cái xu hướng mà xe điện nó không còn là được nhiều hãng, nhiều nước theo đuổi nữa, mà nó theo một xu hướng mới, là xe phát một kết hợp giữa điện và xăng, hoặc là xe của nước, chạy năng lượng nước của Nhật Bản, nó đang developing rất là mạnh. Thì cho thấy rằng cái thị trường xe điện nó không có sôi nổi, sinh động, ồn ào, náo nhiệt như thời gian trước đây. Và chuyện Tesla lỗ tới gần 100 tỷ thì là một câu chuyện đáng nói. Và cái xu hướng về xe nó đang thay đổi. Có cái điều nữa là gì? Với cái năm nay thua lỗ gần 100 tỷ Mỹ Kim á, thì hãng Tesla, ông chủ Tesla, Elon Musk có thể đang rơi xuống và đến mức báo động. Và ông chủ của hãng mà buôn bán điện tử Amazon, ông Jeff Bezos có thể đang chuẩn bị bước vào tình trạng đốt còi và vượt qua mặt cái giá trị tiền tệ đối với ông Elon Musk của Tesla. Như vậy thì ông chủ của Tesla có thể mất cái chức là người giàu nhất hành tinh, rơi cái chức đó vào tay của ông chủ của cái công ty mà bán hàng online nổi tiếng nhất của thế giới, là của ông Jeff Bezos. Thì do thấy rằng cái thị trường xe cũng đang thay đổi, nó ảnh hưởng đến sự thua lỗ của hãng Tesla, và có thể đẩy ông tổng giám đốc, ông chủ của Tesla xuống hàng thứ hai so với ông chủ của Amazon. Như vậy tình hình của có thể năm 2024 có thể có nhiều biến động, chúng ta sẽ theo dõi đi xem. Và trong cái bối cảnh như vậy, chúng ta biết rằng Việt Nam á, bây giờ còn mở rộng sang thị trường sang Ấn Độ do hãng mà xe hơi điện tử Tesla, xe hơi xe lượng VinFast, hay mở hàng sang Indonesia, là cái chuyện mà rất nhiều xu hướng nhiều hơn.
tạo khả năng mà có thể thành công. Phạm Nhật Vượng có thể là năm 2024 có thể đứng trước nhiều nguy cơ để suy sụp đó, thưa quý vị. Rồi sau như ta thưa quý vị là sau một số tin tức về tài chính đó, về kinh tế thì chúng ta sang tin tức về chuyện tranh cử của ông Trump. Cho đến giờ này cái cuộc đua cũng tại cái vòng sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào ngày mai thì chúng ta biết rằng cuộc bầu cử vòng sơ bộ đầu tiên tại tiểu bang Iowa, và có thể cuộc đua đó không còn đua tay ba giữa ông Trump, bà Nikki Haley và ông DeSantis, mà cuộc đua chỉ còn cuộc đua tay hai giữa ông Trump và bà Nikki Haley, hoặc bà tôi cuộc tay đôi. Tại sao như vậy? Tại vì ông DeSantis đã rớt hạng xuống hạng ba. Theo con số liệu mà thống kê hiện nay, thăm dò hiện nay, thì ông Trump được 48% cử tri của Iowa, trong khi bà Nikki Haley được 20% và ông DeSantis chỉ còn 16%. Như vậy thì có thể nói rằng bà Nikki Haley đã vượt lên vị trí thứ hai, vượt qua DeSantis, bà bám sát với ông Trump thì thua ông Trump là 28%. Và người ta vẫn cho rằng khó có thể là bà Nikki Haley lật được cờ tại Iowa, vì được cận kề là ngày mai là ngày đi bầu, ngày thứ hai ngày đi bầu rồi, và có thể là ý nghĩ của người ta đã định hình rồi và không không thay đổi được gì nhiều, có thể bị thay đổi 1-2% thôi, và cũng thay đổi không thay đổi cục diện. Ông Trump vẫn chỉ dẫn đầu tại Iowa, mà khi mà dẫn đầu tại Iowa thì mở đầu chiến thắng đó rất quan trọng, ông Trump cần đến. Và nếu như vậy thì nếu mà thua tại Iowa thì liệu ông DeSantis có còn ở trong cuộc chơi nữa hay DeSantis lại rút lui? Người ta vẫn tin là DeSantis sẽ rút lui và nhường lại cuộc đua chỉ còn hai người là bà Nikki Haley và ông Trump. Cái thứ hai nữa, ông Trump bắt đầu tấn công và nói xấu Nikki Haley. Trước đấy ông Trump hơn Nikki Haley trên 30%, thì ông ta không cảm thấy sự đe dọa từ bà Nikki Haley. Nhưng riêng lần này ông cảm thấy, bắt đầu cảm nhận sự đe dọa bà Nikki Haley, và ông ta bắt đầu tấn công bà Nikki Haley. Trong lúc mà tấn công thì ông có nói đến như thế này: đừng có mess up with her, đừng có chơi chọc bà ta, đừng có đuổi bà ta. She's the tough. She's tough, là đừng đuổi bà ta rất là cứng rắn. Và trong cái thời gian bà làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thì cái uy tín của bà cũng rất là nhân vật rất là cứng rắn, và ông Trump cũng nể mặt bà ta vì sự cứng rắn này. Nhưng mà ông ta cho rằng không nên bầu cho bà Nikki Haley, bởi nếu bà trở thành tổng thống của Mỹ thì bà không đủ sức đối phó với Tập Cận Bình hoặc là Putin, vì Tập Cận Bình và Putin rất là cứng rắn, trong khi bà Nikki Haley thì không cứng rắn thế nào. Thì đó là cái chuyện mà ông Trump nhận xét của đối thủ của mình. Nhưng mà điều cho thấy rằng khi mà anh bắt đầu nói xấu bà Nikki Haley thì anh bắt đầu có cái bị ám ảnh vào cái việc đi lên bà Nikki Haley. Bây giờ thì lần đầu tiên bà Nikki Haley thu ngắn sự cách biệt của mình với ông Donald Trump dưới 30%, hay là 28%, và có thể còn ngắn hơn nữa. Và cái điều quan trọng là bà đang có cái momentum, gaining momentum, là có đà đi lên. Cái điều ta thường trung sợ hơn là khoảng cách. Thì nhưng mà cái thời gian nó ngắn quá, còn có một ngày nữa thôi, ngày mai bà con đã đi bầu thì có thể bà Nikki Haley cũng không làm được gì hơn trong thời gian ngắn như vậy. Và khi mà trong cuộc đua của ông Trump thì ngày hôm nay có tin không vui là theo vị chủ tịch của Ủy ban châu Âu đó, là European Commission, là theo chủ tịch của Ủy ban châu Âu, là nhân vật tên là Ursula von der Leyen, thì cái nhân vật này cho biết rằng trước đây năm 2020 thì ông Trump đã tuyên bố là nếu châu Âu bị Nga tấn công thì Mỹ không ra tay, Mỹ không bảo vệ của châu Âu.
và cho nên châu cũng không muốn là ông Trump có cơ hội đắc cử tổng thống của nhiệm kỳ hai. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái sự đe dọa của châu đối với nước Mỹ là có. Cái phải sau khi ông Trump hết chức tổng thống thì giữa châu Âu và Mỹ bị rạn nứt, vết nứt rất là nặng. Một số quốc gia châu Âu muốn muốn thành lập quân đội riêng và làm liên minh riêng không dính vô tới Mỹ. Và khi ông Biden lên phải mất nhiều năm tháng, ông Biden mới hàn gắn được vết thương này, và cuộc chiến tranh tại Ukraine đã khiến cho châu Âu và Mỹ gần hơn. Thì bây giờ châu Âu và Mỹ đang bị đe dọa đứt đoạn làm đôi, không còn liên quan với nhau nữa nếu ông Trump đắc cử, thì đó là tình trạng rất tệ hại. Cho nên chúng ta nói với quý vị rất nhiều lần, nếu mà theo dõi vấn đề ông Trump có đầu có đuôi từ nhiều năm nay thì ông Trump không có tư cách để làm tổng thống Mỹ. Cái tầm nhìn của ông Trump rất là hạn hẹp, thì nói phét không à, nói láo nó phét không, tầm nhìn rất là hạn hẹp. Và trong cái ý nghĩ như vậy thì bà Pelosi ngày mai tuyên bố một câu sân dơ. Chúng ta biết là bà Pelosi là người chống đối ông Trump rất cực kỳ. Bà đã từng có dự cuộc họp quốc hội, và trong lúc ông Trump đang đọc bài diễn văn trước thường niên trước quốc hội thì từ sau lưng của ông Trump bà ngồi đó và bà xé bài diễn văn của ông Trump bước trước đất và tỏ vẻ khinh miệt, khinh bỉ ông Trump như vậy. Cái hành động của bà xé cái bài diễn văn của ông Trump bước trước đất đó, thì có thể nói là bà lên Pelosi cho thấy rằng cái nước Mỹ không có tôn trọng ông Trump, không tôn trọng tổng thống ông Trump. Và theo nhận xét ngày hôm nay của bà Nancy Pelosi là cựu chủ tịch của Hạ viện đó, thì bà cho rằng ông Trump không có cơ hội, impossible for Trump trở thành những người tổng thống nhiệm kỳ hai. Không cách nào ông Trump có cơ hội để trở thành tổng thống nhiệm kỳ hai. Bà nghĩ rằng dù bất cứ lý do nào thì ông Trump sẽ bị dân Mỹ đánh rớt. Bởi vì như chúng tôi đã nói là ông Trump có, chỉ trong báo chí Mỹ cho là ông Trump có 1/3 khả năng làm tổng thống nhiệm kỳ hai thôi, 1/3 cơ hội thôi. 1/3 thứ nhất đó, là ông bị tối cao học viện sẽ cấm không cho ra tranh cử trước tổng thống, bãi miễn tất cả những chức cái cuộc ứng cử tổng thống của ông Donald Trump. Và như vậy nếu mà bãi miễn tổng thống của ông Donald Trump thì có nhiều cơm may cho bà Nikki Haley sẽ thay thế vào vị trí của ông Trump. Nhưng mà đó là cái lý do thứ nhất ông Trump có thể bị loại chức tranh đua tổng thống. Lý do thứ hai là ông ta bị người dân Mỹ bị ở tù và người dân Mỹ không tín nhiệm ông ta trong vai trò ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Và có thể tìm một vị trí thứ hai. Thì đó, những lý do như vậy thì ông Trump chỉ có 1/3 khả năng ra tranh cử cho trong tổng thống mà thôi. Thì đó là cái chuyện mà ông Trump sẽ không muốn. Và nếu ông Trump mà bị ở tù đó vì lý do mà trong bốn cái trong 91 cái tội hình sự bị truy tố hình sự trong bốn cái vụ xử, mà chỉ cần một vụ xử ông Trump có tội là ông Trump sẽ ở tù, mà ở tù rất là nhiều năm, thì liệu ông ta sẽ làm tổng thống trong tù như thế nào? Và nếu ông ta bị tù thì người Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho ông ta, chỉ còn khoảng số rất là ít, khoảng 17% người dân chúng Mỹ và bỏ phiếu cho ông ta nếu ông ta bị ở tù. Thì như vậy thì không đủ khả năng để làm tổng thống, không đủ cái con số phiếu làm tổng thống, thì có thể sẽ rớt cái tổng thống về tay người khác. Trong cái nhìn như vậy thì bà Nikki Haley tuyên bố rằng ông Trump sẽ không có cơ hội để làm tổng thống Mỹ lần thứ hai. Một cái tin tức mà bà con cũng đang bàn bạc đến và muốn theo dõi đó là cái chuyện mà bầu cử tổng thống ở tại Đài Loan. Thì chúng ta biết rằng ba vị tổng thống vào chung kết thì trong đó hai vị được lưu ý rất nhiều là ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Quốc dân đảng và một ứng cử viên tổng thống là ông ta đương kim phó tổng thống cho bà Thái Anh Văn vào đảng Dân Chủ Cấp Tiến. Thì cho đến kết quả vào ngày hôm qua thì đảng Dân Chủ Cấp Tiến đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đài Loan, và ông Phan Văn sẽ kế nhiệm cái nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp cho đảng Dân Chủ Cấp Tiến.
Đây là một thành công rực rỡ nhất trong lịch sử của Đài Loan, bởi vì Đảng Dân Chủ Cấp Tiến đã thắng nhiệm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là nó thể hiện được điều gì, là cái ý muốn tuyệt đối người dân Đài Loan được không muốn gia nhập vào cái liên bang với Trung Quốc, mà muốn trở thành một quốc gia độc lập, muốn trở thành một quốc gia độc lập với sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Cấp Tiến. Thì ông Lại Chin Tề, Lại Chin Tề là người sẽ được là phó tổng thống, hiện nay sẽ trở thành người tổng thống của Đài Loan, nối nghiệp bà Thái Anh Văn. Và chúng ta biết rằng là Đảng Dân Chủ Cấp Tiến sẽ đương đầu với sự đe dọa tấn công của Trung Cộng. Và trong lúc này thì phía tổng thống của Hoa Kỳ ngày hôm nay Biden cũng tuyên bố là Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Câu nói này thì nhiều người cho ra khác nhau. Trong thâm tâm thì Đài Loan muốn được độc lập và Mỹ cũng muốn Đài Loan độc lập. Nhưng mà nếu Mỹ tuyên bố ủng hộ Đài Loan độc lập thì khi Đài Loan độc lập thì Trung Cộng sẽ thù Mỹ và cho rằng Mỹ có trách nhiệm, Mỹ đã can thiệp vào nội bộ của Trung Cộng. Cho nên mà Mỹ đã phản bội cái hiệp ước mà ký một nước tôn trọng một nước đầy một nước Trung Hoa của Trung Cộng. Do vậy thì ông consistency đó, về thống nhất của quan điểm đó, thì luận điểm đó, thì Mỹ ông Biden tuyên bố là đúng, Mỹ không ủng hộ một Đài Loan độc lập. Nhưng cái đó là bề ngoài, mặt ngoài lời nói thôi, còn thực chất là Mỹ có ủng hộ hay không thì có trời biết. Và chúng ta vẫn tin rằng Mỹ ủng hộ Đài Loan độc lập nhưng mà không thể tuyên bố được, vì Mỹ tuyên bố sẽ gây khó xử về chính trị và ngoại giao và về mặt quân đội, cho nên Mỹ cũng tuyên bố như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng 100% là Mỹ ủng hộ một nước Đài Loan độc lập. Và ông tổng thống Lại Chin Tê sẽ lên làm từ phó tổng thống làm tổng thống của Đài Loan sau và Thái Anh Văn tới hai nhiệm kỳ, và đó là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và Đảng Dân Chủ Cấp Tiến á, làm tổng thống Đài Loan, cho thấy rằng Đảng Dân Chủ Cấp Tiến trở thành có chỗ đứng, mà Đảng Quốc Dân Đảng là một đảng mà ta từ tốn được tháo chạy từ Trung Hoa sang định cư và hoạt động tại Đài Loan, đã từng có Tưởng Như Thạch và Tưởng Kinh Quốc. Thì bây giờ thưa quý vị, Đảng Quốc Dân Đảng đã không còn uy tín trong lòng dân Đài Loan nữa, vì lý do là gần như là muốn đầu hàng, là muốn hợp tác với Trung Cộng. Một bản tin nữa chúng tôi xin gửi đến quý vị là cái chuyện mà thứ ba tới ông Trump sẽ bước ra tòa một lần nữa. Ông Trump này cũng cái tòa mấy cái tòa dân sự ông Trump bị cũng nhiều lắm. Chúng ta biết rằng ông ta bị cái tòa dân sự của tiểu bang New York có cái dụng ý là tuyên bố là có khả năng là bắt ông Trump Organization bồi thường đóng phạt là 370 triệu Mỹ kim, và các hoạt động về kinh tế thương mại của Trump Organization bị trục xuất ra khỏi tiểu bang New York. Đó là một cái điều mà nó sẽ diễn ra trong thời gian nay mai, chúng ta chờ xem. Thì bên cạnh đó, trong đây một năm trước đây thì ông ta thua cái cuộc mà truy tố của một người đàn bà tố cáo ông ta hiếp dâm bà ta, bà Carol, và ông ta đã bồi thường 5 triệu bạc. Và trong sau khi bồi thường xong, ông ta vẫn tiếp tục tấn công bà Carol, và bà Jean Carol đạp đơn kiện lần thứ hai. Và thứ ba này tòa xử cái vụ kiện của bà Carol với ông Trump lần thứ hai. Và con số tiền phạt nếu ông Trump thua lần này thì có thể nặng hơn lần trước rất là nhiều. Đây là lần thứ hai xảy ra vụ bà Jean Carol kiện ông Trump lần thứ hai trong một năm thôi. Năm trước ông đã bị kiện ra tòa và thua một lần rồi, bị tòa hiếp dâm trong trong một cái tiệm trên lầu 5 của một tiệm. Ông bà ta bị Trump hiếp dâm bên đó, và ông ta luôn nói là ông ta không biết bà ta, nhưng mà chứng cứ thì có cho thấy rằng ông ta đã hiếp dâm bà ta vào năm 1995.
Và theo những ý kiến cho rằng là ông Trump sẽ bị có thể bị lần này bị xử có tội tiếp và bị phạt nặng hơn nhiều. Như vậy xét mặt dân sự, ông Trump qua mấy cái vụ vừa rồi, vụ nhỏ là 5 triệu chim, cái vụ dâm bạc cao lần thứ nhất và lần thứ hai thì có nặng hơn nhiều, nhưng mà chưa biết nặng hơn nhiều là bao nhiêu. Cái thứ hai nữa là vụ kiện dân sự là tòa án New York đang đòi từ 370 triệu và trục xuất Trump Organization không có hoạt động tại New York, thì mấy cái tòa lâu đài, mấy cái khách sạn chúng ta sẽ như thế nào, các doanh vụ chúng ta tại New York bị dân đi hết, thì ông Trump sẽ làm ăn như thế nào trong thời gian tới, rất khó khăn cho ông Trump vì cái tội cái miệng nó đét chém, nó tùm lum nó bậy bạ thôi. Và bên cạnh đó thì bốn cái tội hình sự thì sẽ xử ông Trump, và bên cạnh đó cái tội nó có xử ông Trump vào tháng 2 tới này nè, thì 8 tháng 2 tới này thì còn không tới 1 tháng nữa ông ta bị đưa ra tòa án của tối cao pháp viện để xử là có được tham dự ứng cử tổng thống hay không. Nếu ông ta không được ứng cử tổng thống nữa thì coi như đời ông ta tàn, bởi vì tất cả những cái giấc mơ chính trị không xong và kinh tế bị sụp đổ, làm ăn bị lụng bại và bị trục xuất ra khỏi thành phố của tiểu bang New York và thua kiện tùm lum tà la như vậy, thì có thể nói ông Trump đã kết thúc cuộc đời chính trị mình trong rất u tối. Và khi mà ông bị kết thúc nền tảng chính trị u gói như vậy thì ảnh hưởng của ông ta đối chính trị Hoa Kỳ có thể mờ nhạt từ từ và lãng quên sau đó. Hơn nữa là ông ta gần 80 được một hay năm 80 nữa, thì trên 80 thì bắt đầu lú lẫn nữa, thì cũng không 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 có gì quan trọng nữa. Có một số bản tin quan trọng nhất mà tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng thứ hai. Xin trân trọng chào quý vị và câu lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào quý vị.